Vẫn là series chơi cờ với nắng và chắc đây là video cuối của mùa cũ trước khi hạt mùa mới rồi đấy các bạn. Tầm này thì giàu ăn dâu gì nữa, cứ trận nào nhiều 5 tiền 3 sao thì mình lên video thôi. Hôm trước mới có 3 con 5 tiền 3 sao các bạn đã suýt xoa thế rồi, làm mình sớm quá không ngủ được, phải làm ngay một trận đỉnh hơn thế. 4 con 5 tiền 3 sao cùng hay 14, kinh chưa? Kinh rồi phải không? Thế thì vào game luôn để mắt thấy tai nghe nhé. Cổng Pitover mở ra đưa mình tới trường đại học. Legend mình chọn cho trận đấu này là Tam Ken như hai cái trận 5 tiền 3 sao trước. Tất nhiên là trường đại học sẽ cho lõi kim cương ở ngay vòng 2.1 rồi. Quỹ phòng hộ sẽ được mình chọn luôn và không roll bất cứ lõi nào cả. Sợ nó ra lõi ngon vòng 3.2 mà ra tiếp lõi kim cương thì tiếc lắm. Dùng hai hiệu triệu nhân và Swain để đép. 40 tiền được tích lại ngay ở vòng 2.1 do có Tara quái trả cho mình rất là nhiều tiền. Để thua hai chết ở vòng này là vô cùng hợp lý rồi, vì đây là lõi kim cương mà. 2.2 mình thay vào sân 3 Noxus để tích 50 tiền. Sau đấy thì gặp một cái nhà cấp 4 với hai can trường khá là trâu nên là mình thua 3 chết. Tiếp tục gặp một nhà hư không và để thua 3 chết. Mình còn lại 84 máu để được đi chợ đầu tiên. Cung gỗ 3 tiền đập ngay vào mặt, tội gì mà không lấy. Tầm này cứ cuồng đao mà phàng rồi. Irelia lên 2 và mình lắp luôn cuồng đao cho Samira. Bài châm có vẻ là đép được xương xương dưới đấy đúng không các bạn? Ông này chắc là chơi phù thủy, đóng cho con Swain cái giáp máu thế kia thì đỡ thế nào được. Hai trách các bạn ạ. Lỡ ngỡ không trách nhà, thế là bài ca mất chuỗi trước quái vang lên khi mà mình gặp cái nhà Pintover. Ten 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 luôn. May là Rosso tích được 100 tiền đấy chứ không thì cay chết mất. Tự lừa dối bản thân là mình đang giữ máu thôi chứ gì đâu. Quái trận đầu hơi ít đồ nên là rau đá nó trả về cho mình tận 5 mảnh, một cung, hai váy, một găng và một đai máu. Sao luôn cái vuốt rồng cho Yre bỏ tức. Ở đâu đấy trên thế giới này vẫn còn người tốt bụng. Ông này đánh hiệu triệu nhân định lắp Fusoji cho Soraka hay gì ấy. Bài toàn một sao giúp mình giữ được máu tiếp. Vòng chọn lõi thứ hai với các lõi công nghệ bạc giúp trận đấu chậm lại một chút. Mình roll cả 3 và hướng đến hồi kết được chọn luôn. Lên cấp tăng tăng bằng lợi tức. Thì giờ mình cũng đã đạt level 6 với 100 tiền có trong ví. Ông này cũng là người tốt nè. Giờ vẫn còn level 5 chơi hư không bài toàn một sao luôn. Mình tiếp tục bảo toàn được lượng máu. Có ai ngờ đâu sắp đi chợ rồi mà còn bị đứt đầu. Cô gái đừng ái Kama 2 sao, dã man quá. Thảm hơn khi mà vòng đi chợ không còn đồ mình cần là chiếc gậy. Tại mình đang ở khá là cao, lấy lắc cầm đai máu tạm vậy. Tiện thể thì lên được level 7 cho em nó vào sân chinh chiến luôn. Người anh em chơi phù thủy với con Swain giáp máu giờ đã lên 7 nhưng mà không lắp đồ. Nó lạ lắm các bạn ạ. Không lắp đồ thì mình xin nhé. Hai mảnh đồ là một cung và một giáp là hai mảnh đồ lẻ cuối cùng mình nhặt được ở round 9. 4.1 áp các bằng tiền thừa thì mình cũng đã lên được 50 trên 60 kinh nghiệm ở level 7 rồi. Giàu đây không đùa được đâu. Bằng một cách thần kỳ đấy thì có ông đã dừng lại. Nên round này mình gặp bóng nhà hiệu triệu nhân hơi bất ngờ. Bất ngờ hơn là mình thua. Chiếc lõi công nghệ vàng kết thúc 3 vòng chọn lõi của trận đấu này. Nhìn huy hiệu Ionia ngon quá nhưng mà mắt cứ hướng về tiền. Sức hấp dẫn không thể chối từ. Mình lấy nó cho vô thức cứ như là mình bị thôi miên ấy. Các bạn có ai đã từng bị như thế chưa? Rồi tiếp tục bị Kama đầu một lần nữa. Quá là đau lòng. 4.3 gặp kêu 6 hư không. Lợi thế về quân số cuối cùng cũng giúp mình giữ được thêm tí huyết. Đi chợ mình nhặt con Hammer luôn mà không cần gậy. Giờ up level 9 tìm máy bảo vàng để hết tiền đã. Đồ tí nữa vẽ sau. Up level 9 sau khi đi chợ về với hơn 100 vàng. Mình roll rất nhiều con 20 vàng mới lên được 3 nâng cấp cho Hammer cùng với cả một cuồng đao và một khăn giải thuật. Đầu tư như này không biết là có lời không mà trước mắt là thế lỗ rồi đấy. À không, mình sai rồi, nó ổn nha. Gặp một ông lót đường khi mà lấy khuyến mãi kinh nghiệm roll 7. Hammer kiếm về được 17 tiền đấy, ok phết nhỉ. Thế đất nào mà 4.6 mình lại để thua một nhà 6 hư không. Mà ông này còn cháy hẳn 100 máu từ nãy giờ luôn. Ảo thật đấy. Mới roll 100 tiền nãy mà giờ đi round chim mình lại tích được 100 tiền rồi. Không có thêm cái gậy nào được rớt ra nên là mình lắp cái đại bác cho Hammer luôn. Đồ tanh còn lại thì làm cái giáp gai cho xem. Roll nhẹ nhà số 70 vàng thì mình update được Hammer 2, Rai 2 và Achok 2 chưa kịp vào sân. Vẫn là chiến thuật cũ, chậm rãi roll để đối thủ không chết quá sớm. Mình còn tìm 5 vàng 3 sao nhé mọi người. Giờ mới biết là cái ông hư không này muốn rát vàng tim. Bị cái là sao đồ không chịu lắp nữa. Mà mình thích nha, để mình có hết vàng cái. Đúng chuẩn như mình đoán là cái ông này chơi Soraka 3 Sojin. Còn Soraka 3 đâu thì không thấy. 5.1 rồi mà còn tanh bằng mấy con ca trường 1 sao thì đi. Bắt đầu bắt dần những vị tướng 5 tiền mà vẫn giữ lại được 100 tiền lợi tức. Mình gặp cái nhà đang cháy từ nãy giờ. Việc update 2 sao là đối thủ hơi khó để có thể đục qua tanh của mình được. Hammer, Rai và Ari ở đằng sau hoàn thành nhiệm vụ tắt cháy nhé. Mới đó mà đã đi chợ nữa rồi. Senna cầm áo cho ngon quá nên là mình lấy về luôn. Thật ra là mình lấy tướng đấy, không phải lấy đồ đâu. Lúc đấy hay đấy. Ron lấy hương lấy hoa thì mình bắt được con Senna thứ 6. Còn Rai, Achok với cả Hammer thì đều 4 con. Tội thay cho anh Rai để Marcia giờ này vẫn còn lắc 1. Không ấy mình ra làm trận mới tìm con lắc 2 cho bó tức đi anh gì ơi. Ron tiếp tục bằng lợi tức thì cũng có Achok thứ 6 và Rai thứ 5, quá tuyệt vời. Giải thoát cho người anh em Soraka 3 Sojin khi mà có một ông chơi chung nên là không thể lên 3 sao được với cái top 4. Mình dùng tiền hack ra được và Ron Achok thứ 7 cùng với cả Rai thứ 7 nữa.
Á chốc thứ 8 tượng ra, tấm đề thêm một phát, cộng một hay mơ vào giỏng. Đồ của dòng ngàn tuổi thì chắc là cũng chỉ để cho vui thôi. Gần 130 tiền tích được thì mình roll xuống còn 80 tiền bắt được á chốc thứ 9. Chưa cho vào sân vội để còn roll thêm vì Rai cũng 8 con rồi. Trả thù cho anh Jai Soraka bằng việc là đấm ông hiệu triệu nhân này full house. Anh Jai Soraka tôi bố lúc nãy mà có xem được video này thì ủng hộ em một like một share nhé. Em hứa là sẽ giúp anh đấm ông này top 3 luôn. Hơi sợ ông kia đầu hàng nên là 6.2 mình roll mạnh tay tí xuống còn 60 tiền. Bắt được Senna thứ 8 và Hamer thứ 7. Không quên là bắt thêm 2 con chốt đồ nữa. Sau đấy thì ở nhà mình gặp chỉ là cái bóng nên là cũng không đáng bận tâm lắm. 6.3 xả mạnh tiền hơn lúc nãy thì Rai thứ 9 cũng chưa xuất hiện. Sau đấy là Hamer thứ 9. Chưa có Hamer 4 vội vì mình muốn hack thêm một ít tiền để làm con Senna 3 nữa. Đi chợ không có thứ mình cần nên là mình nhặt với Ari lấy tiền mà roll. Roll quá trời quá đất, roll không roll điên mà trả lấy Senna thứ 9 đâu. Bá luôn cả sen roll mã cũng không thấy. Thật ra thì mình có thể tích thêm tiền ở hai round này bằng một chiến thắng và một thất bại để đến ra quái all in. Nhưng mà vì sợ khá là ông kia đầu hàng lại lỡ mất nên là mình hơi vội bán cả Kasate để roll Senna 3. Mãi đến combat với ông này ở 6.5 hay mơ hack được thêm một ít tiền thì mình luôn luôn mới bắt được Senna thứ 9. Một trận mà 4 con 5 tiền 3 sao là mình thấy mãn nhãn rồi. Nếu mà bình tĩnh hơn thì chắc là còn lên được Kasate 3 nữa là 5 con. Còn anh em nào mà đã từng lên được nhiều 5 vàng 3 sao hơn thì comment cho mình biết đi nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn chơi game cuối mùa vui vẻ. Bye bye.